Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi COVID-19 nên bước vào năm học mới 2021-2022, học sinh sinh viên tại Đà Nẵng nói riêng và một số địa phương trên cả nước nói chung bắt đầu học kỳ đầu tiên theo hình thức trực tuyến. Nhu cầu sắm laptop, máy tính bảng tăng vọt. Các dòng máy tập trung giá rẻ cháy hàng, còn thị trường máy cũ cũng nhộn nhịp không kém. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Trong những ngày đầu tháng 9, nhu cầu mua laptop của khách hàng tăng tới 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần vì thành phố vừa trải qua giai đoạn giãn cách xã hội, người dân và học sinh chuyển sang làm việc và học tập tại nhà toàn thời gian. Cạnh đó, theo lý giải của đại diện các hệ thống, các dòng laptop ở phân khúc bình dân, laptop cũ dường như đều cháy hàng. Các cửa hàng bán máy tính đều cho rằng do ảnh hưởng của COVID-19, các nhà máy đều thiếu linh kiện điện tử, nguyên vật liệu sản xuất. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu vận chuyển hàng hóa cũng vô cùng khó khăn, đặc biệt do cung tăng vọt trong thời điểm dẫn đến khan hàng. Mỗi gia đình thì người ta có nhu cầu, người ta mua laptop hoặc là máy tính bàn hoặc là cái gì đó mà có thể để cho con người ta học thôi. Nhưng mà hiện nay thì giá cả thực sự rất là cao. Giá cả thì trước đây thì có những cái tầm trung trở lại. Thì ví dụ như cỡ dưới cỡ 10-12 triệu, nhưng mà bây giờ hầu như tất cả các dòng máy đều giờ còn chỉ còn là dòng cao không thôi, là giá thì cũng phải từ 15-16 triệu trở lên mới có máy để cho con học. Dự đoán nhu cầu vẫn sẽ tiếp tục tăng cao khi các trường học không thể tiếp tục trì hoãn việc khai giảng vì lịch kéo dài, nên dự kiến cũng bắt buộc phải lựa chọn hình thức học trực tuyến. Trên thị trường, máy cũ, laptop với đủ phân khúc, tầm giá cũng sôi động không kém. Hiện thị trường đang rất chuộng các sản phẩm có giá bình dân từ 6 đến dưới 12 triệu đồng. Đặc biệt trong phân khúc laptop, giá từ 7 đến 10 triệu đồng đang rất khan hàng. Theo khảo sát, yêu cầu của các bậc phụ huynh không đòi hỏi cao về cấu hình, nhưng thường quan tâm đến chất lượng, kích cỡ màn hình phù hợp, bảo vệ mắt cho con khi thường xuyên tiếp xúc với máy tính. Hiện tại bây giờ thì các cái máy mà giá trị từ 8, 9 đến 10 triệu trở lên thì nó đang còn hàng nó rất là nhiều. Còn các cái phân khúc mà từ dưới 8 triệu thì nó đang hết, thì chúng tôi cũng tiếp nhận cái nhu cầu của khách hàng, sau đó là lên đơn hàng rồi chờ nhập về. Thì thông thường thì nó cái quy trình nhập lúc này thì nó cũng chậm hơn bình thường. Thì thông thường khoảng 1 tuần đến 2 tuần sau thì khách hàng sẽ có máy và đáp ứng cho các cháu để học và làm việc. Không chỉ riêng tại thành phố Đà Nẵng, nhiều tỉnh thành thực hiện học trực tuyến đều đang thực hiện giãn cách xã hội. Do đó, việc vận chuyển hàng hóa cũng gặp không ít khó khăn. Do đó, một số sản phẩm phục vụ học trực tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ.